Ôi, cầu cứu ơi! Ôi! Ôi, quay cầu cứu ơi! Ôi, ôi, rắn! Rắn! Ôi, ôi, rắn! 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 Ôi, quay cầu cứu ơi! Ôi, cứu! Có thấy gì không anh? Xin chào mọi người nhá, thì hiện tại là anh em mình đang hôm nay thì vượt lên hẳn trên rừng luôn để tìm thử xem là có phát hiện gì mới không. Lâu lâu anh mấy ngày nay anh em đi săn thì cũng không phát hiện được ra gì rồi. Ui, cây mũ đơn đẹp nhở. Cái gì ấy? Có phải không? Ai kêu gì ở đâu đây? Cái gì đây? Cái gì ấy? Đây 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 anh ơi. Cái gì ấy? Ui, sao ngáo đây mày? Ui, em ngã đây này, một ổ đây. Ui. Ui. Ui, đi ra đi. Đi đây. Anh ơi, đừng đi ra được không? Ôi, toàn rắn không em ơi. Đi ra đi, đừng ra chỗ tao. Ui. Đây là một người đây này. Ui. Một ổ rắn độc luôn. Ui, giải này. Ui, em ngã đây à? Ui, em trượt chân em ngã đây. Đây này, ui, em đánh một phát vào gần đây thì nó đớp. Ui, ui. Dạ mà chứ. Đây, anh kéo, kéo. Đây, kéo em lên chứ. Kéo lên anh ơi. Ui, anh ơi. Ui, khiếp chứ. Kinh đó. Quá dã man luôn đấy. Toàn hổ mang thôi. Đây là mọi người nhìn này. Bây giờ nó đang bò này. Dã man này. Lúc ngã xuống. Ui, ơi. Lúc ơi, em đang xuống đây chưa có con nào mà sao một lúc nó bò bên dưới kìa. Em động thì nó ở bên dưới kìa. Ui, nó ở bên dưới nó lên. Ui, ui, nó lắm. Ui, này. Đấy. Đạn nhá. Ê mà. Ui, to, toàn con hàng con khủng em ơi. Toàn hàng to này. Ui, này. Ui, dã man này. Ê ôi, kinh này. Kìa, cẩn thận, cái con này sát chân đấy. Ây. Ôi, đây, nó bò lên đây ơi. Nó bò. Ui, nó nhanh nhỉ. Ê. Sao nó lên đấy vậy? Ôi, đây. Ui, chắc ở bên đấy nó cao tháo vậy này. Ui, ôi. Sao nó không bò đấy, nó nằm ở dưới này. Đây này, có một con nằm dưới này. Thấy rồi. Ui. Đây này, nó nằm ở đây. Dưới này. Ui, vớ vẩn, nó dưới vẫn còn ấy. Ngã vào đây, chắc động vào đây nó mới chạy ra này. Ui giời ơi. Ủa, lúc em ngã xuống chưa con nào, sao một lúc nó bò lên nắm. Ui, đây này, con này nó bò cả lên trên đây. Đây này. Ui giời. Ui, toàn khắc tùa em ạ. Sợ nhỉ. Này. Ê ui, đây. Nó đang bò lên này. Ui, em ngã đúng ổ đó rồi. Ui, nào, lúc năn xuống chưa con nào mà sao một lúc nó bò lên nắm thế. Ui, toàn hàng to em ạ. Một lúc bò lên nắm. Ui. Ôi, cẩn thận tay kìa. Ui, ê, kinh thế nhỉ. Sợ nhỉ. Ui, to lắm. Ui, đúng ổ luôn này. Ê, cái nó bỏ cho em. Đây này. Kiểu nó nhanh này. Úi dồi, hai con to, hai con bé em ạ. Đây nha mọi người, hai con to, hai con nhỏ nhá. Ngã cái gì, ngã đúng ổ. May. Ui, nó bỏ chân. Mày nó bảo là hôm nay, vừa em lăn xuống không có nào mà sao một lúc nó lăn lên nắm thế. Ô, chân tay em sao, có sức sao gì không? Úi dồi, không sao mày đâu. Ố luôn. Quá khủng khiếp. Ở đây nó thành ổ thôi. Trời ơi. Kiếp nhỉ. Ui, con này. Ơi. Dưới chân có con đấy. Này, nó đúc hết ở dưới đây này. Nó đúc ở dưới cái Tú mai đuôi con to đấy nhưng. Anh Tú mới đuôi này. Tú hai cái đuôi của con to lại. Ấy mọi người nhìn này, ui giời ơi. Nhìn trông này gớm thế nhỉ. Đấy, nhìn nó to này mà. Đấy, con đấy nó trốn mạnh dưới đấy kìa. Này. Anh ơi, tìm kỹ xem còn con nào không. Đây là 10 đây này, nó con này nó to mà. Này. Nhìn chưa. Thế mà. Ui giời. Một tổ rung rung luôn. Đã, bắt đây đi anh. Kéo anh lên. Đây mọi người, ui da hài ơi chồng ơi. Xuống này. Một ổ rắn luôn nhá. Dã man nhỉ. Đúng là một ổ cơ. Chết rồi, chết cây. Ôi, chú đấy tao. Ui, một to luôn. Dã man thật sự. Ui, toàn hai đại ca đây mày. Ui, hai con này to. Vãi này.
Úi giời. Ui giời. Ui giời. Ui giời. Cái chồng to thế nhỉ. Nó đang đại ca không? Đây là con bố con mẹ với hai con rồi. Sợ nhỉ. Ui nó to. Này này nó bé bé mà nó nhanh không kìa. Ui kìa. Bọn này nó bé mà nó nhanh kìa. Bọn này ở trên rừng. Trên rừng mà rắn rừng mà không nhanh. Ui giời nó lươn nó nhanh. Cẩn thận em. Ui nó lươn nhanh lắm. Đây. Hai. Hai con bé nó bùa, hai con to nó cứ nằm yên đây này. Nằm ngủ ấy. Ấy bây giờ con này bắt đầu mới di chuyển này. Màu như màu lá cây nhỉ. Này, như màu lá cây luôn. Con này bình thường nó không sợ chạy ấy. Nhưng con này chạy là cực nhanh luôn nha mọi người. Ấy. Ui kìa, hàn bé nó nhàng nhàng. Hàn bé nhanh lắm. Con này nó nhanh nhỉ. Quá nhanh. Nó chỉ nhàng nhàng thôi nhưng mà nó nhanh. Cần tay không sao? Không sát sát có gì không? Không may đó, lăn xuống may không có gì tại mà con nó rồi. Hai con quan. Anh em lấy túi cho hai con quan chờ trước. Xong anh em tí xuống bới ở kia sau. Kìa. Hai con nó chạy ở trong kia rồi kìa. Đây này. Con này bộ vào đây luôn nhà mọi người. Úi giời. Chưa. Ok nha mọi người, thì anh em đã cho hai con bé rồi. Giờ đến giờ phải xem là hai con to đây này. Nó bò nhanh như này mà. Ấy, thấy không? Úi giời. Đấy, nó toàn thế mà. Anh cho hai con ấy ra đây này. Nó to mức độ như này thì biết thế đấy nhỉ. Ôi giời. Thế mà. To quá anh ạ nhỉ. Ôi, cho hết vào túi đi thôi. Khủng khiếp luôn. Này, ê, vì nó to. Siêu nhân luôn đấy nhỉ. Ôi, con này nó khủng bố. Ui, con này cầm chặt tay luôn. Này, to chưa, ngoài trắng tinh. Con này sắp nọt này, người da mềm này. Sắp nọt thôi. Ok nhá. Không sao rồi hả? Không sao. Ok, không sao rồi. Ok nha mọi người thì... Không sao, bắt được rắn là cũng được. Tí tội. Bây giờ anh em sẽ kết thúc video tại đây. Để tiếp tục là xuống dưới kia tìm kiếm thử xem là liệu nó còn con nào không. Ở dưới này thì không may mà nó ở dưới đây nó nguy hiểm quá. Ở dưới này, dưới sâu bên trong.